lại được. Nào. Hùng ơi, vào lại thêm xem được chưa? Anh Toàn vừa thua ai đấy? Chưa vào à? Anh vào chưa? Ra luôn là thua ai? Vậy ra luôn. À. Được không Hùng ơi? Chẳng hiểu sao bị gián đoạn về nãy. Chán đời. Em mới làm về. Trốn làm ra đây. Anh dồn phạm luật rồi. Phạm luật rồi. Đâu lôi là cái này vào. Mời cụ. Cụ cứ vào đi. Anh dồn quay lại. Không được. Không xoay được đâu. Và là công viên Cầu Giấy em ơi. Chỉnh vai anh Đồng nhá. Rồi. Thôi thôi anh John. Sao đánh nhiều đấy à? Long em bắt họ ra cái kia cả. Nóng quá em chịu được. Mồm anh ấy đầy mùi rượu rồi anh ạ. Uống mấy lít rồi. Đem mình đi chơi đi. Đứng đây, không được vào. Điều. Ôi, vào. Điều. Anh móc vào, anh Dũng móc vào phát là xong. Anh móc vào phát là xong, không phải tốt. Tốt nó lâu. Móc phát xong là giữ anh ấy ngay. Chung kết à? Thôi. Đau hơn đấy. Cố chịu đau à? Thôi. Tụi rồi tay to đi. Nhỏ xíu quá. Này đấy gấp đôi tay bạn. Mấy cá lô bên trái thắng nhá. Trái thắng. Tuyền chú ý vào nhá. Đen thua. Đen thua chỉ một vả thôi. Ôi đầu ngón đấy, đầu ngón tay nhá Tuyền nhá. Đầu ngón tay đây. Nhấc tay lên lúc bắt là bị phạm luật đúng không? Vâng. Đấy, như nhấc như thế là phạm luật đúng không? Vâng. Không?
Này nó khỏe lắm mà. Ở bên trái nó khỏe lắm mà. Không hiểu. Nhưng mà nhìn như kiểu mắt đuối đuối, cầu thang vừa bay. Nó vừa bị tai nạn, ngã cầu thang. Rồi nhìn mắt nó cứ đơ. Chết rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đăng rồi, áo đen đăng rồi, áo đen đăng. Tuyển công luôn ấy. Phải công, đừng có thủ. Phúc của anh ơi, mùi ghê quá. Mùi đâu? Thôi, đừng hút, bỏ đi. Anh Thành bảo anh phải có tí tỉu vào đi mấy thì mới được. Hút rồi, anh vừa uống rồi. Phải quá. Lại hồn, nhưng mà thịt gà và chăn. Đầu ngón nắm vào, Tuyển. Chết. Ngửa hết rồi. 3-0. Trường vào đi, sẽ vai vào mấy các em. Hàng 56 đúng không? Hàng 56 đánh giải chỗ Quang Tử Liêm đúng không? Anh Sơn nhá, đợi em rồi bạn về nhá, đừng có về trước. Em mang cái ghê cho anh. Hả? Hai. Có tiếng té rồi. Trời ơi. Đi họp lớp. Ai thua đây vào đầu phát nhá. Trường ơi là Trường. Long vào chiến đi. Anh định về rồi à? Kia. Ồ, không thể đến. Bị đau tay phải rồi. Chảy máu à? Lâu rồi. Bong ra ra này. Xài loại này. Đây anh thấy bong ở bao nhiêu chỗ rồi. Bà này mày to quá rồi quần. Bọc nhiều quá. Bắt đầu trên vị trí á. Vâng. Đơn xuống một hai lần. Thế đi chẳng đủ. Thế đi chẳng nhanh nhanh khỏe. Giống như vật nhiều hơn là tập có khi thế. Thấy nó mới khỏe, tập nhiều chẳng ăn thua mà vật nhiều mà mới khỏe. Tập nhiều cơ mới bền hơn. Vật nhiều nó nhanh hơn. Trường Dương Nguyên đi. Đừng ép vai Dương Nguyên bên này đi. Một đào đấy em ơi. Báo chí à? Nguy hiểm gì đấy, đã bị xuống đệm đâu, chưa được. Xoắn đi xoắn, thằng này nó chịu được. Nó không chịu, nó phải nhăng cái tay lên. Nó phải chịu. Anh kệ nó đi. Không chịu được thì sẽ đập đập ba cái. Không, nó không chịu, nó sẽ nhăng lên mà. Không, nó phải chịu. Cứ kệ nó anh ạ, không phải dừng lại đâu. Nó đánh được thì nó mới dám đánh chứ. Ôi. Cái gì đó? Tuột ra mày buộc anh ạ. Dưới 60. Kinh mò vi rồi, kinh mò vi rồi. Tuột thôi anh ơi. Đè vai đi anh Sơn. Đè vai đi, đè vai đi. Lao vai lên đi à. Ủa.
bây giờ bắt nước lại này. Lạnh hết cơ à, bạn thấy lạnh à? Hôm nay bao nhiêu cân rồi em? Em 73 cân. Thế á, vậy mày thấy đâu á? Anh vật ra như này là em bảo bên anh làm cho nó lâu ra. Vâu vẫn là xong. Như lôi là cái gì? Tự tạo chuyên thế thôi, mình phải như này, mình gâu phát này vào là họ thua mày. Vâng. Anh không cóp được thì anh phải móc. Này. Thế thôi, này là bảo nhưng là người ta bắt được. Đây. Như này còn đau hơn, ông ấy bị đau này, ông ấy bảo vật như này lại không bị đau. Ôi, anh thấy vật này không bị đau cơ. Ồ, hay. Anh vật kiểu kia nó lâu ra. Lâu nhưng mà là nhưng mà thế của mình luyện rồi đấy thì phải anh chơi kiểu đấy. Ừ. Được. Móc này. Thế anh vào vật em ăn nhá. Đừng có vây vội nhá. Thế vào vật em dặn vây vào đâu. Đấy, vào đây em móc đây. Em móc anh xem anh có tốt được không? Đây mày cứng cái này. Được. Rồi đấy, tí nào em móc anh. Anh thích anh cái gì đấy? Nhá. Cứ đi vào không? Hả? Ok. Tí nữa vào đây. Đè vai mày được anh Sơn ơi. Alo. Vẫn là comment cầu giấy mà anh ra luôn đi. Anh Thành có anh ra đây càng long đang cứ hỏi anh suốt đây này. Vâng. Anh Thành. Anh Đồng như vị chiến King Bobby. Anh Đồng như bị đánh King Bobby nhá. Anh Thành đang ra để chiến với anh. Đấy, cả anh Cường nữa chứ. Anh Nguyễn. Anh đầu chọc. Cả hai ông đều đầu chọc mà. Thôi, anh John ra đi. Vâng, đang ra rồi. Đức đang ở miền Nam anh ạ. Tuyệt vời à? Điểm kia mút quá. Sao lại hòa? Tại sao ở đấy lại hòa? Anh vào đâu? Anh ở mày á? Anh ơi vào đâu? Đi nữa. Anh Thành không đi, anh Thành ốm. Hả? Đấy. 2-0 rồi. Thử sức để đỏ nhau. Thôi, vật lên làm gì? Đẩy cái đệm phía dưới vào. Nhăng rồi. Đấy. Vào đi, Mày ăn kẹo gì đấy? Kẹo đến đỉnh chưa vào. Chưa ăn kẹo gì mà khỏe thế. Thôi chứ quảng cáo kẹo thì vẫn đẩy cái xe ô tô. Được rồi, chiều đối thủ. Đừng bẻ gãy ngón tay của đối thủ nhá. Anh đồng ý không? À không à. Mình là chủ nhà. Thank you.
tính bao vi à? Ra vào đi kìa. Ra vào đi. Bao giờ à? Có thế này thôi mà tí lực này. Ra mặt đi anh. Chịu, anh cứ từ mẹ 6 năm rồi mà cậu chơi toàn chơi cút. Chưa cầm cái nặng nào nặng hơn. Thôi anh không bật được đâu. Anh yếu không bật được. Hôm nọ khác hôm nay yếu không bật được. Ra ra thử ra. Không bật được là hãy khỏe lắm anh. Buộc dây rồi. Nặng nặng à? Nhấp phải. Chúng là người không? Thôi Khánh ra đây, anh áo đen đứng 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 lại rồi, cho mọi người vào vặt. Vào em hiểu không vặt được. Ông cứ thủ bài đi. Thủ bài gì? Cổ tay đừng đến nửa sẵn. Em đang bị bới rồi. Để rồi ạ. Tiếp. Bới rồi. Cổ thỉnh này ra rồi. Chưa lâm trận mà cầm chắc thế. Gồng. Cưng. Đứng hết thầy. Hay rồi, hay rồi. Tuột. Không, không, cứ đánh, cứ đánh, cứ đánh. Không tuột, không tuột, không tuột. Thoải mái đi, cứ đánh đi, cứ đánh thoải mái đi. Rồi, Giang hay đánh thế. Nào. Đòn của Giang là chuyên ép. Ủa, chuyên ép. Đỉnh đấy anh Hùng ơi. Nhìn thấy đỉnh chưa? Sơ vào đỉnh được chưa? Vai. Vai 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 vai. Đừng lên, đừng lên. Vai anh Hùng ơi, vai. Nó đen kéo về nhiều vậy. Rồi. Tuột thì buộc. Chưa tuột cứ vặt đi, chưa tuột cứ vặt đi. Một hai ngón tay có hai ngón này thôi. Cả tay đối thủ. Xong rồi anh Thành vào nhất tụi nhá. Anh Thành đâu? Yeah, được. Ông bê cho tôi cái nước ra đây kìa. Ai? Không vặt được mà. Vấn đề gì? Mày xem clip anh vặt bên nãy rồi. 4 năm hiệp rồi. Mày khỏe. Hay rồi. Cổ tay vào. Cổ tay. Rồi. Lấy tôi một chai luôn cả. Thôi, nghỉ. Lấy tôi một chai luôn. Mở hộ luôn nhé. Em bật mày gì á? Không bật được, anh mạnh lắm. Ôi ôi, tay nó cứng thế. Đâu xong đẹp à? Rồi, đánh đi. Đó tuyển đấy. Đánh luôn đi, đừng có giữ mất sức. Đúng rồi, thằng này cứ toàn giữ. Sửa lắm. Bàn tay, cổ tay cứng phết đấy. Xuống luôn đi.
Tuyền 7 lên. Tuyền ơi, Tuyền 7 lên. Sờ bắp là thua. Tuyền, Tuyền 7 lên, 7 lên đi. Ấm mặt mình ấy. 7 lên. Mày là này, nói cái ương. Cứ tình tướng là chết. Anh Hùng thua đi. Rồi. Khỏe quá. Anh Hùng thua. Một công cho bên này. Anh Thành không ạ? Anh Thành còn vật đấy. Đừng với ai đấy, đi với ai đấy. Con anh ấy đi ấy nước ngoài rồi cơ mà. Nhầm mà. Bởi vì lúc trước chạy, đến lúc trước mình có đứa nhỏ chạy chạy mình tưởng con. Mày đi mình chắc vào được hết lo gì. Con anh đi nước ngoài rồi mình. Thôi đi lang thang. Tốt luôn. Thẳng ra sao mày đánh gì đánh là phải đánh móc. Cái gì anh nhẹ em một đấu lực với em. Ôi. Tay trái chưa vật. Sờ bắp đi. Sờ bắp đi. Sờ bắp đi. Hùng bị sờ bắp. Thôi 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 thôi. Anh vào mặt anh Đồng đi. Mặc lắm máu thế dư sức à? Thiết tay phải không? Thôi 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 thôi. Anh Hùng chuyển đệm tay phải để hai người vào chiến. Thủ chơi đi anh Thành nhá. Đừng công. Bé quá nhỉ. Kinh vào vi. Cẳng phải to cả cẳng trái. Chắc chắn tầm nhiều nhìn búa kìa. Nhìn búa sợ luôn. Bây giờ lên tận đây rồi. Ờ, nhìn búa sợ. Có chiếc kiệt tụ hết ở dưới. Sợ lại đái luôn. Chuẩn bị sắm thêm cái bàn mới nhá. Tập kênh hành tập kênh cái bàn này. Rồi. Anh ạ. Và chờ xem kinh movie. Anh Thành có chiêu mới hay lắm, thủ hơn kinh luôn đấy. Thằng cổ tay đây, hờ đỉnh đấy anh ơi. Vuông vai anh Đồng ơi. Anh Thành này gầy quá rồi. Đây, nhưng mà xuống mấy cân, chắc phải xuống 2-3 cân. Tập luyện đấy, mà gầy có bẩn đâu. Đan đi, đan đi. Anh Đồng khó lắm. Tay to khó nắm nhá. Đan đi, đan đi. Đan đi, đan đi. Anh Đồng, anh Thành chưa nắm tay bao giờ đúng không? Hả? Chưa nắm tay bao giờ đúng không? Tôi á? Đây này, à, nắm nhiều rồi. Thời gian gần đây thì chưa nắm thôi. Anh Đồng đang chụp tài đấy. Hay lắm, hay ủa? Lắm đấy ạ. Anh Đồng ở đây chết rồi. Công nghệ đơn giản thế nào rồi. Đúng rồi, anh Thành cái chiêu mới kinh lắm đấy. Cháu khỏe thế nhỉ. Anh đi tu luyện bao lâu thì anh chỉ biết đâu buộc dây rồi. Thua tung tuệ rồi. Dây là không đủ đấy. Cuốn cao cái cổ tay lên. Cổ tay anh Đồng buộc đã chặt đâu? Chặt rồi. Đây cái dây đỏ ấy. Đóng con cái vào xong tự nắm nào. Thấy lại nhấc chỉnh đỏ lên để nắm rồi. Vuông vai nha anh Đồng ơi. Bắt chậm tay cho anh mệt. Đấy, nặng xoay xoay ra cổ tay. Đấy. Đấy, đúng rồi đấy. Đúng chiều đấy. Thủ đúng chiều đấy. Đúng rồi. Giữ nguyên đấy. Anh Đồng phải bình tĩnh lại nhá. Bình tĩnh đi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng chiều đấy. Đi xem tốt rồi. Đúng rồi, đúng chiều đấy. Đông người giật đâu vẫn thắng. Không giật đâu. Anh nhảy vai anh Đồng, nhảy vai anh Đồng ơi. Đúng rồi, nhảy vai lên. Đúng rồi. Hay lắm, chuẩn cho anh Thành à. Anh Hùng chỉ đẩy quỷu nhá, quỷu nhá. Hay lắm, đúng chưa đấy. Giật. Hay lắm. Anh Đồng hết sức rồi. Chuẩn rồi đấy. Giữ đi anh Đồng hết sức rồi anh ơi. Đạp đây, đạp đây nè. Đạp chân đi Thành. Chuẩn bài đạp chân. Kinh Mau Vi rồi, kinh Mau Vi rồi. Hay
không xuống được. Cố lên anh Thành, giữ đi. Anh đồng một lỗi rồi. Được đấy anh Thành, được đấy. Nghỉ lúc đây, nghỉ lúc đây. Hết lực luôn. Anh còn chưa vật với ai mà. Chưa vật với ai mà. Tay trái không đánh được, tay trái không đánh được, tay trái không đánh được. Nghỉ lúc đây, nghỉ lúc đây. Bảo rồi. Anh ấy chưa đánh ai cả. Anh Đồng. Nhảy vai lên. Thế mới được, hoặc là tốp luôn từ đầu. Sắn luôn. Chẳng phải mất sức đấy anh. Mất sức đấy. Này, anh Thành nói là Đồng chắc đôi rồi. Móc. Không được, không móc được. Anh ấy làm này không móc được, chỉ còn tốt mới được. Em vào chiêu rồi thôi, chỉ còn tốt mới thắng được. Em vào, em thắng anh ấy bằng cái chiêu rồi đấy. Chưa, tốt cấp giả. Anh dựng hẳn của bài lên. Đấm ngược này. Đúng rồi. Anh Toàn quá khiếp. Cầm đấy vào vật anh Toàn vào. Cho em vật mà anh Toàn tách trả. À, tách ra đấy. Mỏi chứ, bởi vì anh Đông phải công mà anh Thành nó giữ thôi. Tay phải luôn. Phải anh ấy không đánh được. Tay trái ông người khiếp. Vất một tiếng nữa em ơi, ra luôn đi. Anh Đồng choáng rồi vậy, không tin được. Chiều đấy, chiều đấy, chiều đấy. Mày phát mẹ anh ấy đau mẹ luôn cổ này. Cứ cương lên mày đau khiếp. Đau của tay trái đau luôn phát đời. Anh lạ tay đấy. Dít chặt cả cái cổ tay anh Toàn nó kia, lỏng quá. Anh buộc lỏng quá rồi anh Hùng ơi. Xoáy ra phát là xong rồi. Đấy. Anh Dũng vào anh em tay phải không? Trên 80 cân của anh trên 80 cân. Vâng. Ông khỏe không? Ông khỏe, mình vật khiếp đảm luôn. Xong thấy dùng chu bin đấy hả? Hả? Ông thấy dùng chu bin hôm trước luyện. Ai cơ? Tôi á. Dựng tay. Được. Để nếu mà phải thử ông nào ngon bình thường thôi. Ngon mấy ông mình trâu lắm, nhìn ngón kìa. Thôi anh ơi. Cổ tay chưa được kìa. Cổ tay đang một khâu không à.
Ủa, nhanh lắm. Không, không được. Cổ tay khỏe lắm. Quá khỏe. Ok ơi, cho anh Thành cả anh Đông vào làm bài kéo luôn anh em. Vừa em kêu đau tay xong bây giờ em. Quân Lào Cai với cả Tuệ à? Em thích quân Lào Cai. Học kiếm để luyện cổ tay đây, bài đây không phải là tự nhiên học kiếm đâu. Đúng rồi, đúng rồi, cái cổ tay là như này mà. Đóng ra nó cũng về chú cầm cái cán sổ. Đâu, Thành đâu vào đi. Mỏi lắm. Mỏi lắm. Em biết anh Thành không phải tự dưng đâu. Đúng lắm. Đâu, đâu, đâu. Để anh đồng anh Thành vào đây. Rồi, hai con thủ luôn. Này đánh kinh Movi chưa? Anh Đồng giống kiểu Chu Min rồi. Nó sẽ bục dây luôn à? Ờ, bên này tuột mà. Tuột đường thối. Bên này anh Đồng bị một lỗi này. Một lỗi này giờ phải vào lại lỗi. Bị vượt. Không giữ được. Nhất củ trỏ đấy giờ vẫn phải buộc mà. Một rồi hai người buộc. Vâng. Viết chặt vào nha anh ạ. Đồng chiến luôn luôn. Đoạn này dễ hai công lắm. Đang 1-0 về đầu nhỉ? Mà đang hòa anh ạ. Anh Đồng bị một lỗi chứ. Đồng lỗi anh sự thua rồi. Nhà thua rồi. Không, phải hai. Hai lỗi mới bị thua. Đồng thắng một trận rồi. Thắng một trận đầu anh. Trận đầu. Giật nhanh đi nào. Chuyển hết cổ tay ra ngoài. Đúng rồi. Thôi xong. Sát vào người, sát vào người. Đạp vào. Anh Đồng kiệt sức rồi. Đúng rồi, xuống anh Thành này. Anh Đồng hai lỗi rồi. Khó rồi. Khó được thì khó rồi. Đồng hết sức rồi. Cứ giữ đi. Vai lên vai ạ. Đúng rồi, giật thấy chậm rồi. Hay lắm. Anh Đồng sắp xuống rồi, cố lên. Cẩn thận đạp vào nhau. Thoải mái vai đánh ngay, thoải mái vai đi, cứ đánh đi. Lên vai không được đâu. Đừng lên anh ơi, không ổn đâu. Giữ đi anh Thành ơi, giữ đi. Lên là anh Đồng anh vẩy luôn đấy. Rồi. Một lỗi rồi, trượt ra ngoài rồi. Ai cơ anh? Anh Thành. Thấy là mỗi người một lỗi à? Chọc trúng bàn rồi. Anh đừng có công trước anh Đồng, anh phải thủ trước. Anh Đồng phải thủ. À? Thủ trước rồi mới công. Anh càng công anh càng bị mỏi, anh càng bị thua đó. Một người đã mệt rồi. Chiều này anh xem trận hôm nay vừa đăng lên chưa? Đánh đúng cái thằng con này đi. Thằng người Ý mới cả thằng Mi chết tu ấy. 7 đây. Đấm thẳng lên. Đấm thẳng lên đừng để tay nghỉ xuống. Anh thải nó đã xuống được. Nghỉ đi anh ơi. 2 phút đi. Em yếu lắm mà làm sao được. Anh vật bánh định lại đi. Đây anh định đấy, định đấy. Thử cầm lại định phát mà. Trời. Anh về à?
Để anh Định với anh này vào đã. Hai người gặp gặp lại nhau cả. Lâu lắm không gặp tay Định nhỉ. Hai bạn. Mặc là màu đấy. Trận này đấu lại đây anh Thành ơi, vào xem này. Anh Cường và anh Định. Nghỉ đi đã anh ơi. Chiều nay là King Movie, chiều nay khủng nhất thế giới đây. Ra bóp tay cho anh Thành đi. Nhìn góc bù ông ấy, ông Tăng không ai tập ông Thành ấy. Bù ông ấy vãi đái luôn. Hơ đình đấy. Tay dài, phê là cẳng tay dài thật đấy. Hơn đấy. Cầm khó chịu thật. Đúng King Movie không anh? Bởi đó một người đã thở phì phò rồi. Hơ đình. Cái anh hơ đình đi. Cái anh đều phải hơ đình nhé. Quái thủ giả thành cái lực rồi. Không em thua anh ý. Anh mạnh lắm. Anh Đồng anh Thành vào lại thế nào? Đồng đang đu xa rồi. Nó ra 1-0, khó nghiệp đó. Vendetta. Mới vào luôn kìa. Anh Đồng đâu rồi? Chào bố em rồi đấy. Ồ, gặp to hơn mà gặp anh Đồng. Hả? To hơn mà về thua kìa, chán thế. Cao hơn anh Thành rồi. Đi giữ lại 8 người xem anh ạ, nhiều không? Lấy kinh đánh kinh. Facebook có 100 người. Livestream anh ơi. Em cầm cho. Hai cao thủ mạnh nhất ở đây nhỉ. Mạnh nhất ở đây. Chuyên công chuyên thủ. Bắc. Đá điệp lại anh ơi. Quay ra cái mỏi quá. Đây, bộ nào, đây, bộ nào. Dây này nó trơn. Dây này chỉ mỗi ông ấn được cái thôi. Nó xanh ở ông nào đấy nhỉ. Chuẩn bị vào giữ bàn. Chừng video. Chừng lại video đấy, chưa đâu. Nhanh quá, chưa kịp nhìn. Dừng lại.
Anh nhìn bên này nhá. Anh nhìn bên này nhá. Cổ tay anh này luôn nhá. Cổ tay anh bị anh đồng treo, tay đồng tay to. Cổ tay, cổ tay, cổ tay. Cổ tay, cổ tay. Anh Thành cổ tay. Đỉnh, 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 đỉnh. Vung vai. Vung vai anh đồng. Rút cổ tay ra rồi đỉnh sau. Ok nhanh, ok nhanh. Go. Đúng rồi, đấy anh nhá. Đúng rồi. Úi giời. Đấy, anh đồng quả đế sơ rồi, không kéo được nữa rồi. Giữ bàn, giữ bàn. Nhiều người cạn. Hai người vật và 10 người giữ. Mấy cú trò lên anh đồng nhá. Mấy cú trò lên. Nhìn đây là nhìn cú trò, cú trò. Mấy cú trò lên nhá. Anh đồng ăn rồi. Anh đồng thủ thế, đừng đặt. Có thế hơn rồi đúng không? Thủ lên vai. Giữ đi anh Thành ơi. Lên vai được không? Lên lên sao không đi à? Đừng sợ lên, đừng sợ lên với góc kia. Đây cú trò để vai với góc kia. Giữ anh Thành ơi, cứ giữ đi. Đừng. Giật kinh hoàng giật nhá. Bây giờ cái đấy chưa đâu. Chưa, chưa có điều gì đâu. Hay lắm. Giật. Đúng rồi. Lâu giờ. Đúng rồi. Chưa xuống. Chưa, 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 chưa. Chưa xuống, chưa xuống đâu. Chưa xuống đâu. Hỏi tay. Mọi tay thua chấp nhận. Mọi tay phải thua. Ôi trời ơi. Nó đưa nó gì nó về đây. Đéo lấy lực. Vẫn không giống lắm nhỉ? Giống làm sao được? Phiên bản lỗi. Phiên bản lỗi rồi. Ôi hỏng tay Tuệ. Trông như nô lệ. Bị móc trước. Vậy hay đùa lắm. Anh Đông với Thành không đánh lại tay trái anh. Tay trái gặp anh Toan. Ngồi đâu gà đi.
Vẫn người anh Thuận rồi. Ai muốn bật mấy anh Thuận nào? Ra đây. Trong tay anh Thành đỏ đấy. Chảy máu à? Chảy máu đúng không? Tay anh tím thâm xì. Máu đéo qua được chặt quá. Sao? Thâm cả tay. Cái dây như thế này, hay thâm hết dây dưới đây. Ai muốn đặt mà... Thôi ạ, dây đấy buộc chặt quá, nó thở không có máu ấy. An đặt anh Xuân rồi, cũng thế. Xuân vào đây, vào đây. Lắm rồi, lắm tay, chắc anh nhá. Không lắm được à. Nó rời rồi. Em muốn bón chưa, lắm không chắc tay. Đừng có những người ngồi ai đều bảo thắng đâu vẫn nước ai thành ra kiểu việc tay là không chắc đâu, ngon nó không chắc đâu, run tay rồi mà đánh cầm tôi đánh đỉnh đấy là quan trọng cái mày trái gì mà được đấy rồi 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 đấy. Đã tuột đâu, chưa tuột. Mày ra kia rồi. Lâu một chung của ban của công viên. Tôi chúc anh vật nhiều đau cái này. Em đúng là từ hôm muốn nghỉ cả lâu rồi. Không chiến anh Thành. Ba hiệp đã mỏi à? Anh Động mỏi à? Ba hiệp Thành là hai anh em này gì sức mà vật. Anh Động cũng mỏi rồi. Mỏi nhưng gì giữ lâu thế. Ba hiệp Thành mấy hiệp rồi? Sáu bảy hiệp rồi. Thôi. Mày tại sao mày lại chiến à? Bên kia còn đông bên này. Hạng ruồi đá. Ruồi trầu trầu gì quá nhiều. Buộc cây cuốn quá. Sao phải hai mặt luôn giật tay kiểu đấy. Một phát là cái cổ bé bẩm cho đổi chuyện tao gặp lên được khỏe quá khởi động mạnh quá mà tay vui đục tay đúng tay văn phòng luôn tay khỏe lắm. Anh Đồng run rồi đấy anh nhỉ? Run nhỉ? Căng mà tím tay máu cái dây ở chặt quả máu đéo qua cái xe. Cái anh ấy không cứng bằng con. Đi xe nào? Đó. Chiến hai anh chiến tiếp đi. Phải trái đi cho lát trái đi. À, trái đi em đánh trước đi. Đó thì phải tin nó anh đang trái phải có trái. Trái Thành không đánh được. Trái luôn phải. Được. Anh phải trái nhiều. Vãi cái tay trái anh yếu à. Yếu cứt. Tủ thế. Nó, anh trái anh trái đi. Trái đi em đánh trước cho. Rồi anh trái. Anh khỏe mẹ. Khỏe kinh người đấy. Rồi suốt còn suốt cơ bụng.
Cho em chai nước anh Hùng ơi. Cho em chai nước. Mở luôn cho em nhé. Gì nữa? Đánh được đâu? Không, không bị chân tốt được. Không đánh được. Trái không đánh được phải. Không đánh, không không đánh là kinh Mavi. Thôi toàn vào gặp anh Đồng ấy. Đấy không, không đánh được nhiều khỏe á. Bây giờ yếu mà đánh được ấy. Bây giờ yếu đánh được ấy. Vội vào. Cười vào vào đây. Thành cái trái khỏe đấy. Chơi cổ truyền đấy. Khỏe. Ở công viên Cầu Giấy Hà Nội bạn. Trái tay phải, tay phải. Hay Đồng đánh cổ tay bình thường đấy. Không, đánh cổ truyền đấy. Khỏe sức cổ tay. Bây giờ thì em cân hết. Thôi, mệt lắm rồi. Đỡ được không? Không còn nắp. Thành khỏe lắm. Buộc dây vào vùng vai đây. Vai cứ xô cái sau kia cuộn. Cổ truyền, cổ truyền. F2 tôi tự tin cho bản thân mình nhé. Sợ lắm, sợ lắm F2. Nguyễn Văn Thiệu ghê quá. Thiệu khỏe quá. Cổ truyền. Cổ điển. Lập đặc cổ điển. Ăn đấy vào cổ truyền đi. Ngủ lên cổ truyền đi nhô. Không trái như vậy được. Đúng không? Đúng không? Phải vào cổ truyền. Đấy em cổ truyền nhá. Đấy, rôn này này, đại cổ truyền cá đã quá nguy cơ này. Sợ là không phải giữ đâu anh hai ơi. Rồi. Vít tiến lỗi và đít đi. Rồi, nào ăn đi. Rồi. Mỏi rồi. Ba hiệp chơi cổ chân. Tiếp đi em. Ôi Sài Gòn anh đi đầu nhỉ, lúc em quay. Gọi bên rùi cái đông để gọi sang bên này giống vui. Quay chẳng có ai chơi. Đấy, một giải sau em tất cả hiệu cắn hiểu ấy. Hiệu 4 là... Không đánh nắm được à? Hiệu cắn nhiều đúng không? Có cắn nhiều mà. Cái ngón nó khỏe. Ok. Cảm giác mất định cảm giác. Con hiệu đánh tẳng của em đúng không? Cái cổ của ngón nó khỏe. Em giật bịch một cái luôn. Cái luôn. Cái 1 nhưng mà khỏi bằng cao. Cái 2 là đánh được. Mất ngón nhau rồi ngón. Cậu quân là quân. Lý đi em ơi, đừng nhả vội, lý đi em ơi. Không làm gì được mày. Lúc lại liệt tay thôi. Không phải ngay thành như thế. Ôi xin. Thủ móc à? Thủ móc. Không, không phải đây. Nó thủ đây. Đây là thủ cái gì? Nó thủ má giống cái thằng Đài Loan. Thủ móc. Thủ móc. Quẩy lắm. Nó sang. Hai bảo. Quân với mình nhờ thôi. Quân. Quân nhiều cân quá. Thủ vậy thì nó. Hai bảo. Thủ móc quá. Nó khỏe lắm. Anh sơ mi ăn rồi. Kỹ thuật lắm. Nó chẳng khỏe lắm. Ôi. Đúng sơ mi ăn rồi. Không. Anh tốt chết. Không móc được, mày móc vào anh toàn tốt phát chết kìa. Mạnh nào. Xuân. Đánh rồi. Rồi.
Đấy. Thịt rồi. Này bị thịt. Tay đấy, sông như này. Tay là chân. Không nhung nhí. Chỗ này chỉ có súng mặt thôi, không súng tay. Anh nhưỡng quá mạnh rồi. Úi. Bên kia gây hấp dẫn hơn. Rách mất cờ áo giờ. Thế này không cào ạ. Anh Bang chiếm lợi thế quá đấy. Tay đi. Đánh ngay lên. Bà bên kia. Chói luôn. Thôi. Bên kia hết á. Toàn bắt cá nhiều tí.